Hello, bé bán giày xin chào tất cả các bác ạ. Em tiếp tục lên mẫu giày sale đồng giá 250k cho các bác lựa đây nha. Các bác cùng săn mẫu giày đẹp giá rẻ với em nha. Rồi, các bác ưng mẫu nào thì chụp lại gửi qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em nha. Theo số điện thoại 0344 902 609 nha các bác nha. Rồi, mở đầu video hôm nay em lên cho các bác một em giày tây lười màu đen nha các bác. Thiết kế của nó là da bò nhăn nha các bác nha. Này, phần này nè, rất là khó nhìn thấy vết gấp nha các bác đó. Mặt rất là đẹp luôn. Thiết kế của nó là đế cao su nha các bác. Đôi này có mã là X253, size 41.5. Chiều dài chân là 26.5 cm nha. Đồng giá 250k nha các bác. Này, gót này, đó, mòn rất là ít nha các bác nha. Shop em là sâu cận cảnh 2 chiếc cho các bác luôn, nên là các bác mua hàng bên shop em là yên tâm nha. Đấy, nhận hàng là y chang trên video nha các bác. Rồi, trong lòng da này là lòng lót da sạch sẽ nha các bác và dập tên nước ngoài nha. Đó, da mềm nha các bác, da đôi này rất là mềm. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X253 size 41.5, đồng giá 250k nha các bác nha. Các bác xem clip cho em xin một lượt like và một lượt follow để em lên nhiều mẫu giày và các bác tiện theo dõi video của em nha. Rồi, tiếp tục lên cho các bác một em giày lười đế bằng nha các bác nha. Hàng bên shop toàn bộ là da bò hết nha các bác nha, bao da cho các bác sử dụng ạ. Đấy, mặt da này còn rất là đẹp nha các bác. Gót này, đôi này thiết kế là đế cao su, đế xốp nha các bác nha, dập hiệu ESQR, đế xốp, đi bám dính và rất là nhẹ luôn, đôi này đi nhẹ, da mềm. Đôi này có mã là X238, size 41.5 và 42 đi vừa nha các bác nha, giá là 250k. Chiều dài chân của đôi này là 26.5 cm nha các bác. Trước khi ship bên shop còn spa lại một lần si cho các bác nữa nha. Đây, trong lòng này là lòng da nha, lót da luôn. Đó, có thông số bên này cho mình nha các bác. Da mềm nha, da mềm và rất là nhẹ này các bác này, rất là nhẹ luôn. Đôi này đi cực kỳ thích nha, rất là nhẹ luôn, nhẹ êm mềm. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X238, size 41.5 và 42 đi vừa nha, giá là 250k. Rồi, tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười màu vàng nha. Này là màu vàng tươi nha các bác. Đôi này thương hiệu là Rockbot này, đế là đế cao su nha, bám dính tốt nha các bác. Đôi này có mã là X245, size 42, chiều dài chân là 26.5 cm nha. Đó, mặt da còn đẹp nha các bác. Đợi trong lòng này, rất mút êm và dập hiệu Rockbot cho mình luôn nha. Đó, thớ da của nó này các bác này. Và đôi này đến từ India nha, India, da mềm, dày dặn. Đôi này các bác đi làm đi chơi đều ok hết nè. Rồi, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X245, size 42, giá 250k nha các bác. Các bác ưng mẫu nào thì cứ chụp lại gửi qua Zalo cho em hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho em nha. Rồi, tiếp tục lên cho các bác một em màu vàng, vàng bò nha các bác nha, giày tây vàng bò. Đó, gót này còn đẹp nha các bác. Đế là đế cao su. Đôi này có mã là X236, size 40.5, chiều dài chân là 25.5 cm nha. Đồng giá 250k nha các bác. Đó, mòn có xíu thôi nha các bác nha. Đây, dưới đế dập hiệu ESQR cho mình này. Đây, trong lòng cũng dập hiệu y chang dưới đế nha. Và bên này có thông số đầy đủ cho mình nha các bác nha. Rồi, da cũng mềm này. Bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã
X236 size 40.5, giá 250k nha. Các bác mua hàng bên shop cọc giúp em 50k hoặc là chuyển khoản đủ em bao ship cho các bác nha. Không thì các bác cộng thêm 30.000 ship giúp em nha. Nhưng mà em ưu tiên cho các bác này là cọc và chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em dề lười màu đen nha. Cái chỗ này là da nó bị nhăn thôi nha các bác, da bò. Đế là đế cao su nha các bác nha, và đã được khâu chắc chắn luôn rồi này. Đó, đi không sợ bung keo hở keo nha. Đôi này có mã là X251, size 44, chiều dài chân là 28cm nha. Giá là 250k. Và trước khi ship bên em sẽ kiểm tra keo cho các bác luôn nha. Đôi nào có dấu hiệu hở keo, shop sẽ hỗ trợ may free cho các bác luôn. May không tính phí nha. Bình thường các bác mang lại tiệm là em sẽ tính 100k nha. Trên video này em mới hỗ trợ thôi nha các bác nha. Rồi trong lòng giày này dập tên thương hiệu cho mình nha. Và bên này có thông số cho các bác này, lòng da. Đó. Bác nào chân to lựa chọn em này nha. Đôi này có mã là X251, size 44, giá là 250k. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em giày lười. Rồi, những mẫu giày hôm nay rất là đẹp nha, các bác nhanh tay lựa chọn nha. Giày sale em chỉ sale vài ngày thôi nên là các bác nhanh tay lựa mẫu nha. Đây, gót này. Đôi này có mã là X242, size 41, chiều dài chân là 26cm, giá là 250k nha. Và đế đã được khâu chắc chắn luôn rồi này các bác này. Đó, đi không sợ bung keo hở keo nha. Đi thoải mái cho em nha. Đó, mặt da rất là đẹp nha các bác. Da bò hết nha. Rập hiệu robot này. Ở trong lòng này, da mềm nha các bác. Đôi này da mềm mại này, đi êm chân nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X242 size 41, giá 250k nha. Rồi lên tiếp cho các bác một em giày đến từ thương hiệu nhà Regal, giày Nhật nha. Đó, thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Màu nó hơi bị loang một xíu nha các bác, nhưng mà đôi này rất là xịn luôn, đi siêu bền bỉ nha các bác ơi. Đó. Đây, đế là đế dạng Goodwill nè, đã được khâu chắc chắn luôn rồi, đi không sợ bung keo hở keo nha. Dưới đế dập hiệu Regal cho mình. Đôi này có mã là X240, size 41, chiều dài chân là 26cm nha, giá là 250k. Đó, form đơn giản nha, rất là đẹp nha các bác. Rồi trong lòng này, dập hiệu Regal này các bác này. Đó, lòng da nha, và có thông số bên này cho các bác này. Đó, phần này có chêm, nhưng mà shop sẽ đánh xi lại cho các bác nhìn cho nó thẩm mỹ nha. Đó, da rất là dày dặn và đi rất là bền bỉ nha. Đôi này khâu chắc chắn luôn rồi, khâu jean nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X240 size 41, giá là 250k nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày đế bằng nha. Giày lười đế bằng màu đen nha các bác. Mặt da em này còn rất là đẹp này các bác này. Đó. Viền đã được khâu chắc chắn luôn rồi, các bác đi không sợ bung keo hở keo nha. Đế là thiết kế đế cao su, bám dính tốt này. Đôi này có mã là X237, size 42, chiều dài chân là 26.5cm, giá 250k nha các bác nha. Đôi này các bác mang đi làm, đi chơi, đi tiệc tùng đều ok hết nha. Đây, trong lòng là lòng da lót da. Da mềm nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X237 size 42, giá là 250k nha.
Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày màu vàng bò nha các bác nha. Đó, mặt da còn đẹp này các bác này. Gót này, độ mới cao nha. Phần dưới này nó có dán một miếng nó có dán thêm một miếng giày với các bác, nên là nó bị bung ra sốc bóc luôn rồi, để cho nó zin nguyên zin của nó nha. Là chủ trước người ta có dán thêm một miếng. Rồi đôi này có mã là X253, size 40.5, chiều dài chân là 25.5 cm nha. Video đồng giá 250k nha các bác. Các bác cọc trước hoặc là chuyển khoản trước là được bao ship là còn có tầm 220.000 thôi nha các bác nha. Rất là mềm luôn. Đây trong lòng mút này, mút êm, da này. Và có thông số đầy đủ cho các bác nha. Đây, da cũng mềm nha. Đôi này đi nhẹ nhàng nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X253, size 40.5, giá là 250k nha. Rồi em chỉ cho các bác vô kiếm video của shop cho dễ nha. Các bác vô YouTube xong rồi các bác ấn ở cái chỗ vòng xoay này nè. Đó, cái chỗ tìm kiếm nha. Rồi các bác ấn tỷ phú bán giày hoặc là số điện thoại của shop nha. Số điện thoại 0344 902 609. Đó, các bác bấm tìm là sẽ ra list của shop nha. Rồi các bác ưng cái nào thì các bác bấm vô xem. Rồi các bác muốn coi mẫu khác thì các bác nhấp vô màn hình 2 lần hoặc là nhiều hơn để tua cho nó nhanh nha. Tua qua mẫu cho nó nhanh để các bác xem được nhiều mẫu hơn nha. Rồi có nút like ở đây này, các bác like để xem và theo dõi kênh của shop nha. Rồi cảm ơn. Rồi em tiếp tục lên cho các bác một em giày double moncap nha các bác nha. Đôi này thiết kế đằng trước này, họa tiết cho các bác này. Màu nó không được đều màu một xíu nha các bác nha. Và đôi này đế đã được khâu chắc chắn luôn rồi, các bác đi không sợ bung keo hở keo nha. Đôi này có mã là X256, size 42.5, giá là 150k nha các bác nha. Đôi này chiều dài chân là 27 cm nha. Đây trong lòng này, trong lòng là lòng da lót da rất là xịn nha các bác. Đó, lòng da lót da và rập tên thương hiệu cho mình này, cái lòng lót sạch sẽ nha. Đôi này nó có bị không đều màu một xíu với lại hơi nhanh nên là shop sale cho các bác sale rẻ nha. Các bác ưng mẫu này thì chốt cho em mã X256, size 42.5, giá là 150k nha. Rồi em tiếp tục lên cho các bác một em giày tây. Màu hơi sậm về màu nâu nha các bác nha. Gót còn đẹp này. Và đế là đế cao su nha các bác. Được dán sẵn chống trơn luôn rồi, đi không sợ trơn trượt nha. Đôi này có mã là X241, size 41, chiều dài chân là 26 cm nha. Giá là 250k. Đôi này da còn đẹp này các bác này. Và đế đồ cũng còn đẹp nha. Ở đây có chảy một tí thôi này các bác này. Da bò nhưng mà không sao nha. Da bò là nó không có bong chóc nha các bác nha. Rồi trong lòng này là lòng da này. Và lót mút êm cho mình này. Da mềm nha. Bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X241, size 41, giá 250k nha. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày lười. Giày lười đế bằng màu đen nha các bác. Đây là thiết kế da bò đục lỗ này. Đó, trên này có dập thương hiệu cho mình nha. Mặt da còn rất là đẹp nha các bác. Đó, sau cũng có dập tên thương hiệu cho mình luôn. Đế này, đế bộ đế này bám dính tốt nha. Bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X250, size 42. Chiều dài chân là 26.5 cm nha. Giá 250k. Đôi này độ mới cao nha các bác.
da mềm và để bám dính nha. Các bác nào mà đi xe tải, xe ô tô đó, đi những đôi này này rất là dễ đạp xe nha. Này, trong lòng này, dập tên y chang dưới đế nha các bác. Made in Spain, đến từ Spain nha. Đây, da này mềm nha các bác nha, mềm êm. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X250 size 42, giá 250k nha. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em giá hơi hầm hố một xíu nha các bác, màu đen nha. Đôi này độ mới cũng cao này các bác này, thiết kế là đế xốp cao cấp nha, bám dính tốt nha. Đôi này có mã là X244 size 41.5, chiều dài chân là 26.5 cm nha, giá 250k. Mặt da còn rất là đẹp luôn nha các bác ơi. Đôi này chưa thấy chảy xước gì luôn nè. Đây, trong lòng giày này là lòng da, lót da luôn nha các bác. Đó, bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X244 size 41.5, giá là 250k nha. Rồi lên tiếp cho các bác một em giày tây màu đen, thiết kế họa tiết đục lỗ nha các bác nha. Phần này nó bị nhăn chứ không có bị rách gì đâu nha các bác, nhăn thôi. Đây, gót có mòn nhẹ xíu nha các bác nha, đế này sạch sẽ. Và đôi này có mã là X243 size 41, chiều dài chân là 26 cm nha, giá 250k. Đây, dưới đế có dập tên thương hiệu cho mình nha các bác. Rồi trong lòng giày này dập hiệu Colombo đó, lòng da lót da nha. Đôi này đi mát chân nha các bác nha, có thông số bên này cho mình, da cũng mềm nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X243 size 41, giá 250k nha. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em màu nâu đỏ nha, màu mận nha các bác. Và phần chun này thiết kế là chun co giãn này, đó, giúp các bác đi giày rất là dễ nha, chỉ cần đi vớ và xỏ vô thôi, không cần phải cột dây, đi giống như dạng giày lười. Và đế này thiết kế là đế da cao cấp nha, phần trên này là dán chống chân sẵn luôn rồi. Đôi này đến từ Italy nha các bác, có mã là X248 size 41 và 41.5 đi vừa, giá là 250k nha. Chỉ 250k thôi cho một em giày đến từ Italy nha các bác. Đây, trong lòng này đó, lòng da, lót da luôn nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X248 size 41 và 41.5 đi vừa nha, giá là 250k. Rồi tiếp tục em lên cho các bác một em giày đến từ thương hiệu Gel X này các bác này. Đó, nó dập tên thương hiệu cho mình ở trên luôn. Thiết kế của nó là da bò đen nha các bác nha. Đây, dưới đế dập hiệu Gel X luôn. Và đế này thoáng mồ hôi cho các bác này. Đôi này đã được khâu chắc chắn luôn rồi, các bác đi không sợ bung keo hở keo nha. Đôi này có mã là X254 size 42, chiều dài chân là 26.5 cm nha, giá là 250k. Phần này nhanh thôi nha các bác nha. Đây, trong lòng dập hiệu Gel X cho mình nha, lòng da luôn này. Rồi da cũng mềm nha, mềm nhẹ. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X254 size 42, giá 250k nha. Rồi lên cho các bác một em phối màu độc đáo này, phối màu đen và màu nâu đỏ nha.
Cái dáng dây rất là đẹp nha các bác, thon gọn này. Phần sau này shop sẽ đánh xi lại cho các bác cho nó đẹp nha. Ơi đôi này đế này còn đẹp nha các bác. Có mã là X257 size 42.5, giá là 250k nha. Đó, mặt da còn rất là đẹp nha các bác. Nhập hiệu Aldo. Đây trong lòng này, nhập hiệu y chang dưới đế nha. Và da mềm nha các bác. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X257 size 42.5, chiều dài chân là 27cm nha, giá là 250k. Rồi tiếp tục lên cho các bác một em giày tây màu đen. Cái này trời dính bẩn nha các bác. Đó, rất còn đẹp nha. Thiết kế là đế da khâu cao cấp này các bác, và được dán sẵn chống trơn, đế may sẵn luôn rồi. Đôi này có mã là X247 size 42, chiều dài chân là 26.5cm nha, giá 250k. Form giày rất là đẹp này các bác. Đây trong lòng này, nhập tên đầy đủ nha, tên thương hiệu nước ngoài. Và bên này có thông số cho các bác này. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X247 size 42, giá 250k nha. Rồi em lên mẫu cuối cùng của ngày hôm nay nha. Các bác nào mà muốn kiếm mẫu giá cao thì kết bạn Zalo với em nha. Trong Zalo em có đăng có nhiều mẫu giày. Rồi em này màu vàng bò nha các bác. Đế là đế cao su nha. Đây phần bên này mặt da nó có chảy xíu nha các bác, không sao nha, da bò không bong chóc nha. Đôi này có mã là X255 size 42, chiều dài chân là 26.5cm nha, giá 250k. Đây trong lòng giày này, dập tên thương hiệu nước ngoài cho mình nè, và lòng lót sạch sẽ nha. Đó, có thông số đầy đủ cho các bác, da cũng mềm nha. Rồi bác nào ưng mẫu này chốt cho em mã X255 size 42, giá 250k nha. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em nha. Hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.